Vâng, xin chào tất cả các bác và các anh chị đã đến với kênh test âm thanh của Trung Kiên Audio. Hôm nay em lên với các bác một cặp loa Mỹ của hãng Mercus, model là MS3.1 em nhé. Em sẽ có giới thiệu chi tiết các cái thông số kỹ thuật của cặp loa vào phần giữa và cuối video. Đấy, và sẽ có báo giá các bác cuối video. Bây giờ thì mời tất cả các bác và anh chị em mình cùng trải nghiệm chất âm của cặp loa Mercus thương hiệu của Mỹ anh em nhé, bát 18. Em sẽ mở lớn thanh để anh chị em cùng trải nghiệm rõ chất âm của cặp loa này. Con này là loa của loa chung anh em nhé, bát 18.
test nguyên cả một bản nhạc luôn cho các bạn mình cùng cảm nhận và trải nghiệm. Em sẽ đọc vào cái kích thước của cặp loa này. Cặp loa này với chiều cao của nó là lên tới 43 cm. Chiều sâu của loa là 25 cm. Và chiều rộng của thùng loa là 23 cm. Con này sử dụng cặp loa bát là bát 18 cm anh nhé, 18,5 cm, đo hết vạch. Gân cao su zin nguyên bản bằng carbon, bát lõm. Loa này thì có phân tần anh em nhé. Con loa check này thì kích thước của nó là 9,5 cm, check đo rất là cao cấp, tiếng cực bén, cực hay. Các cái loa của Mỹ thì chất lượng nó hơn hẳn, nói thật với bác là cùng cỡ tiền thì loa của Mỹ nó hơn hẳn loa của Nhật. Đấy, nói rõ là như vậy. Em chỉ bán hàng của Nhật, tuy nhiên thì không phải nói chê hàng Nhật, nhưng mà tuy nhiên hàng Mỹ thì nó chất lượng của nó khác hẳn luôn so với hàng loa Nhật. Mặc dù đây chỉ là một con loa cỏ thôi, thương hiệu cũng không quá là nổi tiếng, tuy nhiên thì nó không phải là thương hiệu Marcus, thì anh em cũng đã chơi ở Mỹ thì anh cũng biết rồi. Đấy, nó còn là một trong số những thương hiệu mạnh, tuy nhiên thì không phải thực sự là nổi tiếng với người dùng Việt nói chung, nhiều anh em cũng chưa biết đến thương hiệu này đâu. Con này tem nó bằng là tem một đồng thôi nhé, tem đồng, tem kim loại luôn. Đấy, một cái tấm kim loại ốp bên đây. Loa bát 18 con cao su zin nguyên bản, check đo. Hình thức cơ bản về tổng thể là rất là đẹp, tuy nhiên thì hàng bãi, nói thật đúng là các bác là hàng bãi thì nó sẽ có không thể sự hoàn hảo được, cũng có những cái vết xước sát vận chuyển thì không thể tránh khỏi được. Đấy, mà đặc biệt là hàng bãi vận chuyển đường bộ nữa, còn nếu như mà hàng vận chuyển đường máy bay thì sẽ ok hơn. Tuy nhiên thì nếu mà tất cả cái hàng vận chuyển đường máy bay theo hình thức đối mạng thì nó rất là cao tiền. Đấy, anh em mình khó chơi lắm. Những cặp loa này nếu như vận chuyển theo đường máy bay thì nó giá không có dưới 6 triệu anh em nhé. Đấy, có anh em mà bán lên tới 6,5 triệu đấy, những mẫu đen này. Tuy nhiên thì cặp này do là nó đi theo đường bãi cho nên là cái chi phí vận chuyển nó rất là thấp, cho nên cặp loa này em sẽ bán rất là rẻ thôi. Đấy, giá chỉ lên quanh khoảng 4 triệu thôi. Em sẽ có báo giá ở cuối video, hiện tại em đang quay chi tiết về hình thức cho các bác cùng nhìn nhé. Về cơ bản cũng rất là đẹp, không vấn đề gì cả. Loa vân gỗ nó chỉ có một số các vết xước sát vận chuyển thôi, không đáng kể, ở phía trên loa và ở phía sau. Đấy, cơ bản mà trước là rất là đẹp. Anh em quan tâm đến hình thức đến hình ảnh, xin lỗi, thì anh em có thể nhắn tin trong Zalo, em đã có đăng cái bài có kèm hình ảnh ở trong trang Zalo cá nhân của em nhé. Đấy, rồi để em quay trực tiếp phía sau luôn cho các bác anh mình cùng nhìn nhé. Đấy, anh em chờ một chút xíu, em sẽ đọc qua cái thông số cho các bác. Đây, em sẽ xin phép rút cái tắt ở đây. Rồi, em sẽ quay phía sau luôn. Loa rất là nặng anh em nhé, bé rất là nặng, 318 rất là nặng. Đó, tem rất là lớn luôn. Hình thức thùng vách là còn vuông vắn anh em nhé. Đề can nó một nhiều chỗ, nó phía chân thì nó hơi sát một tí thôi, vận chuyển hàng bãi không tránh khỏi được. Đây, em sẽ quay gần chi tiết luôn cho các bác nhìn. Đấy, hình thức tổng thể cũng tương đối là đẹp, vuông vắn, tem khá là to. Đấy, tổng thể là đẹp các bác nhé. Đây, các thông số của nó như sau, đây anh em có thể nhìn thấy đây. Công suất max của nó lên tới là 240W luôn. Đấy, công suất trung bình sử dụng là 80W một thùng, 160W một cặp này. Đây, có cả thông số về kích thước của thùng loa này. Đấy, Made in USA, Mỹ anh em nhé. Đấy, chiều kháng này là 4 ohm đây này. Model MS111. Công nhận 92 dB này. Đó, về cơ bản là như vậy anh em nhé. Rồi ok, loa còn tương đối là đẹp. Em quay lại mặt trước. Anh em mua sản phẩm thì nhắn tin vào Zalo nhé. Em sẽ có cái hình ảnh em đăng ở trên cái trang cá nhân của em rồi, các bác vào xem rõ hình ảnh chi tiết cho nó cụ thể luôn trước khi mình đặt hàng. Ok các bác và anh em, với cặp loa này Trung Kiên Audio bán với giá là chỉ 4.200.000 đồng thôi. 4.200.000 đồng quá rẻ so với giá thị trường.
Và đồng thời là với các đơn hàng, anh em mua hàng theo hình thức chuyển khoản đủ một lần cho Trung Kiện Audio, bên này sẽ miễn phí ship đến tận nơi cho các bác và anh em mình. Còn với các đơn hàng anh em mua theo hình thức chuyển khoản cọc thì vui lòng cọc trước cho em là 400.000 với sản phẩm này. Tuy nhiên với các đơn hàng anh em mua theo hình thức chuyển khoản cọc thì anh em trả tiền phí ship giúp em. Còn với tất cả các đơn hàng anh em mua theo hình thức chuyển khoản đủ là bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Mọi chi tiết đặt hàng anh em liên hệ với số Zalo của em là số 0975 575 262. Rồi em xin kết thúc video test tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip test tiếp theo của Trung Kiện Audio.